Mọi người nhớ đi sở thú nhớ mang đồ ăn gì đó nhẹ nhẹ cho mấy con thú nha. Đừng đi tay không vô chổng thấy mấy con thú nó xin ăn tội lắm. Cũng có mấy người bán ở đó mà mắc lắm. Chị sao nổi. Cái giờ mới vô phòng luôn.